Dạ, và để tiếp tục chương trình, xin mời bà con cô bác cùng gặp gỡ anh chị Vương Hanh và chị Ngọc Tiên ạ. Dạ, thì cũng xin mời chị Ánh Thu, anh Bằng mình qua bên phía cánh gà để chuẩn bị biểu diễn ạ. Dạ, chào anh chị. Dạ, anh chị có thể giới thiệu về mình với bà khán giả một chút không? Dương Thanh và Ngọc Tiên ở Bình Thuận vô đây, cũng lần đầu tiên, cũng xem truyền hình nhiều. Dạ. Tới đây, cũng không gì hơn chúc tất cả anh chị em có mặt trong buổi hôm nay thật là hạnh phúc. Dạ, hai anh chị là ở Bình Thuận vô luôn hả? Vậy là hôm nay mình đến đây để mình giao lưu thôi hay là mình có việc mình vô đây mình chơi rồi tiện mình giao lưu luôn anh? Tụi anh đi miền Tây, chắc mai đi miền Tây. Sáng mai anh đi miền Tây. Dạ. Vậy là anh sẽ ở trong này tới cuối tuần luôn. Dạ, vậy nếu được thì thứ bảy anh chị ghé qua một lần nữa để mình xem biểu diễn của nghệ sĩ luôn ạ. Em yêu cầu Hạnh, Thu Hạnh được. Thu Hạnh được. Dạ, em xin mời anh nhạc sĩ Hữu Hạnh lên luôn ạ. Dạ, nhờ anh Minh trợ giúp giùm ạ. Dạ, anh Hữu Hạnh sẽ trợ giúp cho hai anh chị là sẽ đàn hỗ trợ cho anh chị hát ạ. Dạ. Vậy em xin mời anh chị giới thiệu bài hát của mình luôn ạ. Dương Thanh và Ngọc Tiên sẽ trích đoạn bốn câu giọng của Nàng Công Chúa và Phò Mã Rắn. Xin quý vị cùng thưởng thức. Dạ, anh có thể giới thiệu về anh bạn của mình với quý vị khán giả luôn ạ. Đây là Hữu Hạnh thì nói chung ai cũng biết rồi. Một tay đờn có nói cực kỳ là tuyệt vời. Không gì hơn cũng vô đây gặp Hữu Hạnh, cũng Hữu Hạnh qua đây tham gia cái chương trình hôm nay. Cũng sang dịp Thanh lên sân khấu thì cũng mời Hữu Hạnh lên để giao lưu. Yêu cầu anh Hạnh tới kèm đường. Dạ, vậy là ba anh chị là đều ở Bình Thuận vô hết. Hạnh ở Sài Gòn. Anh là ở Sài Gòn. Dạ rồi, vậy Hưng ơi Hưng, em hỗ trợ cho anh xuống dưới ngồi giùm ha. Rồi. Anh giảng bài. Dạ, bà con cô bác thân mến, bà con cô bác mình đam mê văn nghệ có thể đến Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần để mình đăng ký hát và giao lưu với chương trình ạ. Và thứ 2 với thứ 4 hàng tuần sẽ có đêm nhạc karaoke là hát với màn hình dành cho những bà con cô bác nào mình chưa có tự tin là mình thuộc bài á, mình có thể đến vào thứ 2 và thứ 4. Thứ 4 và thứ 6 để mình hát trước ạ. Dạ rồi, vậy bây giờ xin bà con cô bác cho anh chị một tràng pháo tay đi ạ. Dạ, em nhường sân khấu cho anh chị ạ. Thưa công chúa, kẻ hạ thần chính là Du Ram. Trời ơi, tại sao người dám liều lĩnh vào nơi công chúa? Nếu quân cận vệ hay được thì người sẽ bị bắt. Du Ram sẽ mang tội với triều đình. Thì cùng lắm là kẻ này xin cuối đầu chịu tội. Trời sánh ra là để dăm mòn soi đá chứ không phải dành để bước lên lớp cò non tơ ống mượt đã từng vuốt ve gót son nàng công chúa mà tạo hóa sinh ra là để làm ghen hờn cho những cánh hoa xuân chưa thấm quen hương mình ai khiến xuôi một lần hình mong nàng có trong tim trai bao giấc mơ êm đềm sầu nhớ nàng suốt thâu từng đêm. Ngày nào nơi chùa vô
giống hoa hôm ấy ai trao, tương như đêm ngày bên nhau. Giờ trao về lại cho ai, xin khắc ghi đêm trôn lại. Ôi người khách lãng vô mà vết bụi vong trần, còn làm trên tân cái vong trần xương gió đã không ngày nguy. Vượt qua cái chết mà vào chốn cung son, rồi lại vội vàng bước đi vội vã. Nếu sự luyến lâu kia đã tạo một bóng hình không thể xóa, thì xin nay dừng lại nơi đây nghe tâm sự một loài hoa đang chờ đất là xuân nào. Công chúa có phải chăng nàng cũng nhớ cùng thương cũng cùng chung số phận với kẻ ta? Ôi đây là thật hay chỉ là giấc mơ hỡi ga ly công chúa? Dù rằng ta chẳng là đang sĩ tài ba tao nữ không nhu như ngày rung sợ mà lại phải xa nhau. Có phải chăng tôi là một kẻ thấp hèn thì không mơ tưởng người có lầu xóm gác ngọc? Không đôi vô ra mời, xin đừng hiểu lầm như vậy. Tôi không dám yêu vì đã trót một lời nguyện. Một lời nguyện gì hỡi ga ly công chúa? Lời nguyện cầu thiên cứu nhà, mỗi duyên em nghèo trăm năm.
Hỡi nàng công chúa Ga Ly ơi, bà chúa của muôn loài hoa hương sắc ngã. Nếu lần hồi ngô nơi chốn đền tiên, chưa biết chưa quen mà nhớ mà thương, mà trái tim đen nghe bồi hồi sao xuyến. Và những cảm xúc trong tôi là do trời cao sắp đặt thì trời cao ơi, xin này chứng giám cho tôi được về người yêu mà vượt suối treo non băng ngàn lượt dầm tìm thuốc về đây để cứu bệnh cha nàng. Một lần hò hẹn kéo người đi một lòng mà dữ dàng, thì ngoài gian dầm đường xa khi ngày hẹn sẽ quay về. Chàng vì thương ai cùng chung ngày đang tìm quá buồn sao, mong ngày tháng năm là bao nhiêu tình ai đừng chàng khó dẫn luôn miệt mài. Dẫu cùng thẳng chân trời hay muôn ngàn quỷ dây quanh, anh cũng không dừng bước khi có tình em làm lẽ sống. Đây dần trần xin chứng cho lời thề nguyện, nếu không cứu được bên phố hoàng anh quyết chẳng về đâu. Ôi lời chàng nghe nồng mà sao tiếp nguyện thêm cách phòng lót chờ. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Dạ, bây giờ để tiếp tục chương trình, xin mời bà con cô bác cùng gặp gỡ anh Bằng ạ. Dạ, xin mời anh. Dạ, xin chào anh ạ. Rùng quá rùng. Dạ, em thấy anh rất là quen. Hình như là anh có tới hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn mấy lần rồi đúng không anh? À, đúng rồi, có tới, nhưng mà chỉ ủng hộ với là... tới, dạ, ủng hộ tới đây mấy bạn ủng hộ thôi. Okay. Hôm nay mình mới lên hát lần đầu tiên. Dạ. Rung dữ lắm ạ. Vậy mình giao lưu chút xíu nha. Ủa vậy trước giờ anh có hay thường xuyên đi hát ở đâu không anh? Cũng đam mê, nhưng mà hát thì cũng đam mê, đâm ra là cứ đi cũng giao lưu một vài chỗ. Dạ, vậy chắc là bình thường hay giao lưu ở các tụ điểm ha anh? Cũng ít lắm em. Dạ. Cũng một số anh em bạn. Dạ. Vậy ngoại trừ đi hát thì công việc chính của mình là gì hả anh? Công việc của Lê Bằng là kinh doanh. Dạ. Kinh doanh tự do. Dạ, anh kinh doanh tự do. Vậy rồi không biết là hôm nay đến đây thì anh Bằng sẽ gửi tặng bà con cô bác ở hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn bài hát gì ạ? Hôm nay đến đây thì trước tiên cho Lê Bằng xin thay mặt hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn cảm ơn. Cảm ơn Kim Thúy cùng ekip anh em nhạc sĩ đã tạo ra một cái sân chơi rất là bổ ích. Dạ. Và bên cạnh đó để cho tất cả quý cô bác anh chị được trải nghiệm và được thỏa lòng đam mê bên bộ môn nghệ thuật cá của mình. Dạ. Với bài hát đầu tiên thì Lê Bằng xin gửi tặng một lớp liên nam. Bà con cô bác ơi, mình cổ vũ cho anh Bằng một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Dạ. Có gì sơ xuất mong quý bà con
ta trở về trên đồng quê hương, trong nắng ấm dương dương, lòng ngập tràn yêu thương. Xa xa cháu liền cánh cò, bên quê vẳng tiếng ai hò, trên sông nhà nước con đò, con nước êm đềm trôi trôi. Đồng xa vàng tiếng máy, dòng cơn mới đào mát dịu, dần nước ngọt đưa về cho đồng mà lúa ngập phù sa, cho vườn cây quăng mà thơm trái ngọt, nghiêng mình soi bóng cửu long. Về đây mà thương quê mẹ, một vùng sông nước mênh mông. Ơi quê hương kỷ niệm mẫu thơ, chợt nhớ trong lòng, chánh lòng nhớ ngày nào. Hồn quê chẳng chứa gạt vào, một thời mẹ đã còng lưng, sớm chiều đồng càng bước sâu, một kiếp cơ cầu, mặt đời trôi dạt về đâu. Bàn chân cha nức nẻ dưới ruộng đồng, một thời cuốc áo trên vai, vẫn chưa được chén cơm đầy, dần miệt mài mảnh áo cơm. Hết lũ dâng cao đến mùa nắng hạn, cây lúa giờ gờ lúa khóc thương người, ước mơ một cuộc đổi đời nung nấu trong lòng mẹ cha. Căn nhà nghèo chào rào vừa muốn, cha mẹ dưới lòng mơ ước, trong chèo nuôi con. Ngày buổi đến trường xa, chỉ mong sao một ngày con quay lại, nơi làng quê đang chờ đợi đêm. Quang du đã mọc lên phố chợ râu
trang, điện dân đèn tỏ sáng ngời. Xuân làng thay áo mới, chúng con về đem sức trẻ cùng mà tiếp bước cha ông dưới cờ đảng quang vinh. Trăng ơi sắc nắng bình minh. À, xin cảm ơn rất nhiều. À, cũng bị khô họng đó là dạ. À, vâng, cũng để cố gắng hết sức là để tiếp tục. Lê Bằng xin gửi tặng đến ba câu tân cụ trong lớp trích đoạn Rượu Quá Nghèo. Đại huynh ơi, để đã bắt đầu thèm rượu rồi đại huynh ơi. Giờ đã là trạng nguyên rồi mà còn uống được rượu quá nghèo sao hiền đệ. Uống cho đại huynh. Đại huynh ơi, tuy rượu quá nghèo nhưng nồng nàn hương vị. Đệ xin kính cẩn tay nâng mời tri ký mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn thâm tình. Dù lạc trạng nguyên thì đây đây chi xin dám muốn một mình. Đâu dám rốt làm bận mỗi người nghĩa khí. Xin gửi vào đây bằng hương vị của ngày xưa. Cởi áo bảo vân đai gửi cho quân hầu cần. Mặc nguyên chiếc áo cơ hàng để mực bạn tương tri. Dây đủ tương phục đại huynh hải uống đi. Buông chén rượu hôm nay mà nhớ ngày mình đưa tiên. Uống gì đại huynh, mời đại huynh uống cạn dài chung nhỏ. Dân hảo bằng hữu. Hảo bằng hữu. Cởi áo màu trắng nguy để đáy ta bằng chung vũ cơ hàng. Chung rù bụi tiếng đưa chưa phải được gì men nồng. Xin đa tạ với nhiều tấm cảm sao xuyến tâm hồn dương đậm nghĩa cố tri. Chung rượu hôm nay ướp men tình ngày cũ sao ta nghe còn hơi ấm tràn nguyên. Chú đã mất con tôi uống cạn dài chung nhỏ rồi lại quay về vui cuốc bầm cài sâu. Nay rồi chén nữa rủ được ăn bầu cửa thấy sai. Hôm nay tấm giấy tình tri kỷ ngày mai chia biệt dạng đường mây. Nhìn mái tóc đại huynh rồi vòng như mây tăm để thừa thẹn mình mấy lúc nay vì đàn cuộc nợ cân đai. Trọn đời để nhớ hoài chung rượu hôm nay. Cầm bầu gái nhịp mà cả bàn cảm khai. Hồn sâu rộng đại huynh đã vượt ra dòng biển coi. Mà để vẫn còn đeo mang nhiều ân nợ công hồng. Rượu này nồng đến ngày sau hơi men say ngập ngàn câu thâm. Chưa đưa dạng dập trường đình mà nghe thương nhớ hơn nghìn núi sông. À, xin cảm ơn rất nhiều. À, một lần nữa xin chúc cho toàn thể quý cô bác đang xem trực tiếp cũng như là quý cô bác đã xem qua màn ảnh của Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vương nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. À, xin cảm ơn. Xin cảm ơn Kim Thúy. Dạ, xin cảm ơn anh Bằng rất nhiều ạ.
Dạ. Và kế tiếp xin mời bà con cô bác gặp gỡ một giọng hát nhí nữa ạ. Xin mời bé Phương Thùy. Hôm nay có các bé nhỏ rất là dễ thương đến để giao lưu với hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn ạ. Chào con. Dạ, chào cô ạ. À, cô mời con giới thiệu với bà con cô bác nha. Con xin chào bà con cô bác, con tên là Phương Thùy ạ. Ừ, năm nay con bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay con 12 tuổi ạ. 12 tuổi, con ở đâu ha? Dạ, con đến từ Đồng Nai ạ. Đến từ Đồng Nai. Vậy là hôm nay con đi với ai vô đây? Dạ, con đi với ba mẹ với bà ngoại ạ. Ồ, đi với ba mẹ với bà ngoại luôn. Vậy là bình thường con có đến giao lưu với hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn lần nào chưa? Dạ, đây là lần đầu tiên con đến ạ. Đây cũng là lần đầu tiên luôn. Dạ. Ừ, vậy rồi chắc là con đang đi học hả? Dạ, đúng rồi ạ. Ngoại trừ học ở trường thì con có đi giao lưu văn nghệ hay là con có học mà hát gì ở đâu không? Dạ, bình thường con đi giao lưu văn nghệ cùng với bà ngoại con ạ. Vậy là con cũng thường hay đi giao lưu ở các tụ điểm hả con? Dạ, con giao lưu công viên ạ. Rồi hôm nay đến đây thì con sẽ gửi tặng bà con cô chú ở đây bài hát gì? Dạ, con sẽ tặng bà con cô bác ca khúc là Con Cò Trắng ạ. Dạ, xin bà con cô bác cho bé một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Rồi cô nhường sân khấu cho con nha. Hey.
hẹn gặp lại con thật nhiều lần nữa ở hội quán ở sao Miệt Vườn. Ôi trời ơi, con ai vậy ta? À. Rồi đi xuống mất rồi. Dạ, kế tiếp mà để tiếp tục chương trình, xin mời bà con cô bác cùng gặp gỡ anh Dũng ạ. À. Dạ xin mời anh. Dạ xin chào anh ạ. À. Dường như là mỗi một lần gặp anh là mỗi một bộ trang phục, một phong cách khác nhau đúng không ạ? Dạ, bữa nay em hát bài về thần tượng của em cho nên em phải đặt mới luôn, vừa mới giao hàng xong á. Ôi. Để mặc để hát bài hát của thần tượng của mình. Dạ, quá đầu tư luôn bà con cô bác. Mỗi lần là anh hát một bài gì, anh sẽ chọn một bộ trang phục cho nó phù hợp với bài hát đó luôn. Dạ, xin mời bà con cô bác cổ vũ cho sự nhiệt tình của anh đi ạ. Dạ, em xin cảm ơn các anh các chị đang ngồi dưới và cho phép em xin được chào quý vị đang coi trên livestream của Hội quán Ngôi sao Miệt Vườn. Dạ, rồi hôm nay đến đây thì anh Dũng sẽ gửi tặng bà con cô bác bài hát gì ạ? Dạ, em sẽ gửi tặng một ca khúc nói về một người con quê hương Bến Tre. Khi mà nhắc tới quê hương Bến Tre thì hẳn chúng ta cũng đã biết là một mảnh đất nép mình dưới những hàng dừa xanh và đã sinh ra rất là nhiều bậc nhân tài cho quê hương, cho đất nước, đúng không ạ? Và đặc biệt thật là thiếu sót nếu như ngày hôm nay chúng ta không nhắc tới một người con của quê hương Bến Tre. Anh đã có rất là nhiều đóng góp thiện nguyện cho xã hội và đặc biệt là anh có một trái tim nhân hậu luôn tới với nhà mảnh đời bất hạnh. Và đặc biệt nữa là anh đã có một cái nhiệt huyết để mà ươm bướm xanh cho tương lai, cho quê hương đất nước. Em tự hào và quê hương Bến Tre rất là tự hào khi mà có một người con về anh. Và sau đây thì em xin được gửi tới một ca khúc, và cũng ca khúc này cũng là chính là tên của anh, ca khúc được mang tên Anh Khương Dừa. Wow, bài hát này do ai sáng tác vậy anh Dũng hả? Dạ do em. Do anh tự viết luôn. Dạ, em không phải là chuyên nghiệp cho nên nếu mà không hay thì mong quý vị thông cảm ạ. Dạ, rồi, dạ. Vậy xin bà con cô bác cho anh một tràng pháo tay thật lớn nữa đi ạ. Rồi, em nhường sân khấu cho anh ạ. Tôi nơi đâu là vui nhất, tôi sẽ trả lời rừng trắng quê tôi. Người nơi đây chứa chan ân tình, mua bán ghe xuồng tấn tà ngược xuôi. Cô bảy cô ba anh tư mà cô sáu, chân trắng kia tha không ngại đường xa. Trở về đây với ngôi sao Miệt Vườn, có anh Khương Dừa thiệt là dễ thương. Họ ơi, ơi ly quê hương, một nắng hai sương vui với ruộng đồng, có anh trai làng hát điều sang đê. Họ trên quê có anh Khương Dừa vui thiệt là vui. Nếu ai hỏi tôi đi xa mà có nhớ, tôi sẽ trả lời nhớ lắm người ơi. Hẹn ngày sau tôi sẽ trở về, hát câu chung tình đi điệu sàn xê. Hẹn ngày sau tôi sẽ trở về, có anh Khương Dừa thiệt là vui. Nếu ai hỏi tôi nơi đâu là vui nhất, tôi sẽ trả lời Bình Chánh quê tôi. Về nơi đây trang ân tình, mua bán ghe xuồng tận tà ngược xuôi. Cô bảy cô ba anh tư mà cô sáu, chân trần kia ta không ngại đường xa. Trở về đây với ngôi sao Miệt Vườn, có anh Khương Dừa
thiệt là dễ thương. Họ điều sang xê họ ơi ơi tình quê, dù có đi xa qua mấy con đò vẫn mong quay về nối lại tình quê có anh thương chưa. Vui thiệt là vui, nếu ai hỏi tôi đi xa mà có nhớ tôi sẽ trả lời nhiên lắm người ơi, hẹn ngày sau tôi sẽ trở về hát câu chung tình ly điều sẵn xê, hẹn ngày sau tôi sẽ trở về có anh thương dừa. Vui thiệt là cảm ơn anh rất nhiều. Dạ anh giao lưu chút xíu mình hả xuống anh. Em muốn hỏi chút xíu về bài hát của anh. Trời ơi, bữa nay em được đứng cạnh bên bà chủ của Kim Cương á, vinh hạnh lắm quý vị ơi. Đứng gần bà chủ Kim Cương chắc là hên lắm á, Kim Cương là hên lắm á. Trời ơi, có gì đâu anh. Không biết là bài hát này anh sáng tác lâu chưa hả anh Dũng? Dạ thực sự là bài hát này thì em cũng sáng tác là đợt là thi vừa rồi. Thì tình cờ là em biết được ở trên Facebook á, là vừa đó là mình cắt tin á, thì em muốn mà sao lại biết ngay là cái thần tượng của mình. Thực sự á, là anh Khương Dừa là thần tượng của em rất là nhiều lâu rồi. Có nhiều lúc mà trong cuộc sống á, bế tắc lắm, thực sự á, là em muốn tìm thấy anh, nhưng mà mình nghĩ là thôi xung quanh của mình còn nhiều những hoàn cảnh khó khăn hơn nữa, thì thôi để mình cố gắng rồi cái gì nó cũng vượt qua. Những cái đóng góp của anh Khương Dừa cho quê hương đất nước thì nếu mà nói lên lời không bao giờ hết được. Chỉ xin mượn một câu nói của bác Nguyễn Phú Trọng, đó là trên ngực áo không một tấm huy chương, nhưng sau tấm vải ấy là một trái tim nồng ấm. Xin gửi tặng cho anh Khương Dừa câu nói này ạ. Dạ. Dạ. Em xin cảm ơn rất nhiều. Dạ. Hẹn gặp lại anh lần kế tiếp ở hội quán ở sao Miệt Vườn ạ. Dạ, để tiếp tục chương trình xin mời bà con cô bác gặp gỡ chị Kim Anh ạ. Dạ xin mời chị. Một cô gái mặc áo dài, trong một chiếc áo dài rất là dễ thương luôn ạ. Dạ em chào chị. Chào em. Dạ, xin chào bà con cô bác ạ. Dạ chị ơi, không biết là chị đến từ đâu ạ? Và mình đang làm công việc gì ạ? Dạ, quê thì ở Sa Đéc, còn làm việc thì ở Sài Gòn. Vậy là chị lên Sài Gòn lâu chưa chị? Cũng lâu rồi. Dạ, vậy bây giờ mình đang công tác trong lĩnh vực nào ạ? Làm hộ lý cho phòng khám. À dạ. Vậy là bình thường chắc mình cũng hay làm buổi tối phải không chị? Không, mà chị làm buổi sáng. Vậy là hôm nay chị chỉ làm buổi sáng thôi. Dạ. Cho nên tối mình đi giao lưu với hội quán. Dạ. Không biết là mình đến hội quán mình giao lưu nhiều lần chưa chị ha? Dạ, đây là lần thứ hai. Lần thứ hai, dạ. Rồi vậy lần này chị đến đây không biết là chị sẽ gửi tặng bà con cô bác bài hát gì ạ? Dạ, em đến đây là gửi cho bà con cô bác bài ba câu em cổ trong bài ca cổ được mang tên Hoa Lan Trắng của tác giả Diễn Châu. Dạ xin bà con cô bác cho chị một tràng pháo tay cổ vũ đi ạ. Dạ em xin mời ạ. Loài hoa lan trắng lạc lòng mùi hương của núi rừng, giữa khoảng xuân thời phai sắc thắm bây giờ. Hỏi tại sao tiêu loài
thì tôi biết trả lời sao cho vẹn tiếng tên. Giàu yêu nhận toàn cái đắng, giữa khoảng xuân thời chưa mấy bên thương. Má còn hồng môi vẫn thắm tươi, mà tư duyên đã bao lần gian. Ôm hận tình heo hắt nụ tầm xuân chợt nhớ tên mình là loài chị rất nhiều ạ.